Con gì mà rồi bỉm biết thôi phải con gì mà con gì mà ôi nó dám cầm ấy được cả năm luôn đây sợ cái gì nó đòi ăn nữa à? Con to sở trường của nó. Trên rừng là sở trường của mày. Ôi giời. Bỉm miếc luôn ruộng. Anh đâm mấy cái bỉm như nó kìa. Đó. Con gì đây con? Con gì mà kêu mãi nó giặc rồi. Bò con gì nhé cầm này cầm đấy mà chơi cầm đấy cầm đi chơi cầm đấy ăn ngay cầm đấy cũng cầm đấy chả cầm đấy cầm đấy con lùi thả ra xem nó bắt mời đây để trên màn đây 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 cho đây 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 vàng này. Đây lên đây chơi mày nó. Đây lên bàn đây. Không chơi nè. Bò. Ôi bỉm thôi thoai hết cả trên lưng. Đây. Ăn đây. Ăn gì ấy? Con bê sầu. Con bê sầu. Cùng ăn đây. Nó bịt mồm. Nói mẹ cầu cũng bụng. Chăm bắt đây. Bắt đây con bê. Ông chả bó. Nào đổ nước con ngon. Đây nước ở chè cốc đi gì con. Nước cốc này à, thò tay mà. Bố uống đi bo. Nào. Bà ơi.
Có gì cho em ăn nào? Ăn nhá. Ra cho cu nhá. Đây. Nè, chỉ thích ăn sữa chua. Nghiện sữa chua. À, để lấy cho chị Moon hộp. Nhìn con bé sò anh rất sợ. Mặt nó sẽ ở ngoài trắng nhỉ, mà vào trong ảnh thì nó lại đen.